Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 12 chương 1 đối đầu kẻ địch mạnh, hồi 1 Ngày mùa hè sau giờ ngọ, qua cơn mưa trời lại sáng, bùn đất còn ướt lại phảng phất hương thơm. Trời xanh như biển, sáng ngời như gương, nhìn vạn dặm trời quang dường như được cơn mưa gột rửa gió mát thổi qua lại càng sảng khoái lòng người một ngày đẹp trời như vậy đúng là thích hợp với việc du sơn ngoạn thủy hoặc không thì thu mình dưới mái hiên chợp mắt một lát cũng được coi là một điều tuyệt vời tất nhiên trước tiên phải loại bỏ những khó chịu trong lòng các đệ tử nhíu mày chăm chú nhìn nam tử hán kỳ lạ trong viện đó là một người có bộ râu quai nón to lớn nhìn thấy hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nửa đứng nửa ngồi, ánh mắt mơ hồ, ngón chân rung rung, vẻ mặt đầy hậm hực gian xảo. Đó không chỉ là một bộ dâu sồm, mà là một bộ dâu đáng chết đến cực điểm. Nói đến hoang đường, vừa rồi người đàn ông lạ mặt này vênh váo bước vào trang viên, đặt mông lên ghế giáo đầu trong võ trường, tùy tiện ngồi xuống. Mấy người tới đuổi hắn đi, nhưng hắn lại nửa mở nửa nhắm mắt, không nói năng cũng không để ý đến người khác như người hóng mát uống trà ở phủ thiên tướng chân bị đau nên vào trong nghỉ ngơi một lát tên quái đản này bộ dáng cuồng vọng ai nhìn thấy cũng sẽ khó chịu các đệ tử không biết nên đối phó với tên vô lại này thế nào đành phải mời thập sư thúc của trang viện ra mặt thiên thành sư thúc cao thiên thành gật đầu ra hiệu cho các đệ tử thối lui hắn ổn định tinh thần ngương mắt đánh giá người tới nam tử dâu quay nón xa lạ trước mắt này, tóc rối dơ bẩn, ngực hở lộ ra bộ ngực đầy lông đen, xem ra nếu được tặng cho một thanh trượng bát xà mâu, hắn sẽ là trương phi từ trong tranh bay ra. Cao thiên thành khụ một tiếng, lạnh lùng thốt, bằng hữu người có biết đây là đâu không? Nam tử kỳ lạ đưa tay gãi má, vặn vẹo miệng và mũi, lắc chân, nhìn thấy bộ dạng này, hắn hoàn toàn không để Cao Thiên Thành vào mắt, đương nhiên cũng không quan tâm những lời cao thiên thành nói đồ khốn nạn các đệ tử hai bên giận dữ phát điên tiến tới mắng chửi cao thiên thành giơ tay ngăn cản thiên tướng phủ không chỉ là thế gia võ lâm còn là một gia tộc danh giá ở địa phương được triều đình sách phong còn chưa hỏi rõ lai lịch của đối phương không ai nên hành động thiếu suy nghĩ bằng hữu ngươi có biết đây là đâu không cao thiên thành kiềm chế bản thân hỏi lại một lần nữa, điên rồi, đối phương không biết là giả câm vờ điếc, hay là điên rồi, vẫn không trả lời. Cao Thiên Thành dù có tốt tính đến đâu thì cũng phải tức giận. Sắc mặt hắn trầm xuống, lành lạnh nói, vị bằng hữu này, Cao Mỗ ta nói rõ, nơi đây là Hoài Tây Thiên Tướng Phủ, là tổng đà của thập nhị Thiên Tướng. Người này tự tiện xông vào trang viên của ta, chúng ta khuyên ngươi không nghe, đừng trách ta động thủ đả thương người năm chữ hoài tây thiên tướng phủ vừa phát ra, sắc mắt kẻ quái lạ kia có chút biến đổi, hắn ho khụ khụ dường như muốn nói chuyện, chúng đệ tử mừng thầm trong lòng, thiên tướng phủ uy danh lan xa, quả nhiên vừa nhắc đến cái tên này, liền có thể dọa sợ linh hồn của đám chuột nhỏ. Thấy đối phương nhượng bộ, Cao Thiên Thành cũng mỉm cười, gật đầu nói, các hạ nếu thức thời, chúng ta cũng không làm khó ngươi, mời đứng lên nói. Chữ chuyện còn chưa nói xong, hắn đã phun ra một mụn đờm mủ, cao thiên thành sừng sốt, sử dụng thiết bản kiều vội vàng né tránh, chữ chuyện trong miệng biến thành o, chút nữa là nuốt phải đờm vào miệng. cao thiên thành trong lòng giận dữ, người tới cuồng vọng như vậy, cần gì phải nói thêm? đó là vấn đề thể diện, người xa lạ này cố ý khiêu khích, hôm nay chỉ có đao trắng vào đao đỏ ra, đâm thẳng vào người hắn để hắn ra ngoài như một thi thể ai muốn chọc giận thập nhị thiên tướng sẽ phải gặp rắc rối, thế thôi. Đó là quy định của cao gia thiên tướng phủ. Cao thiên thành hét lớn một tiếng, dùng lực tiếp đất rồi bật lên không trung. tiếp theo là chân trái phóng như tia chớp, đánh vào ngực người kia, chờ đối thủ né tránh, hắn sẽ di chuyển nhanh trên không trung xoay chuyển từ trái thành phải, một con én bay ngược về phía sau, đá thẳng vào ngực vị khách không mời mà đến đáng chết này. Chiếu một âm thanh nhẹ nhàng xuyên qua không trung có ám khí cao thiên thành sắc mặt trắng bệch thân mình vừa chuyển vội vàng đáp xuống đất chưa kịp dùng tuyệt kỹ thù yến quyết đã bị người ta đánh thắng một nước cờ hắn cố gắng trấn tĩnh lại đang định nói thì chợt nhìn thấy vài sợi tóc dài từ trên trán rơi xuống bay phấp phới trong gió trước mắt cao thiên thành trong lòng run rẩy hắn không dám cử động thân thể chỉ là ngước mắt lên nhìn đầu của chính mình. Một chiếc lông chim chỉ tuyết trắng sáng được cố định trên búi tóc của hắn, đó là một mũi tên dài lông trắng. Chùm mũi tên tỏa sáng rực rỡ, lông mũi tên rung lên theo gió, lắc lư không ngừng trên đầu hắn, cao thiên thành hít một hơi, tiễn pháp của đối thủ thật cao siêu, vừa rồi hắn phát ra tuyệt chiêu thu yến quyết, thân hình xoay chuyển đột ngột, tốc độ khá nhanh, nào biết tên này bắn lén có thể chính diện xuyên thấu búi tóc của hắn, xem ra địch thủ không chỉ chính xác kinh người mà còn căn thời điểm cũng rất xuất sắc. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, nam tử quái lạ này không sợ gì, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Cao Thiên thành phất phất tay ra hiệu cho tất cả đệ tử rút lui dưới mái hiên, để không bị mũi tên bắn trúng. Lúc này giữa sân chỉ còn một người, quân địch tùy thời có thể bắn tên ám toán. Nói đến cục diện thật sự không ổn. Tuy rằng ở thế bất lợi nhưng Cao Thiên Thành không hề hoảng sợ, hắn là một lão tướng quen chiến đấu, cũng không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Hắn bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn về phía xa, nhìn rừng trúc xanh mướt trước trang viên. Rừng trúc này rậm rạp, chính là 20 năm trước tông chủ tự trồng, trải qua nhiều năm sinh sôi, lá trúc xanh tươi, khi gió thổi qua có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Tiếng ve sầu nối tiếp nhau khiến người ta bực bội trong ngày hè nóng bức. Những lúc bình thường, khu rừng này khiến người ta nán lại quên trở về, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, rừng trúc lại trở thành chiến trường quyết tử. Cao Thiên Thành hiểu rằng có một lực sát khí mãnh liệt ẩn nấp trong rừng trúc, tiễn thủ của quân địch đang theo dõi hắn trong rừng sâu. Một tiếng gào to vang lên, Cao Thiên Thành dậm chân, lập tức bay về sau ba thước chỉ cần có thể lui về mái hiên, thoát khỏi mũi tên bắn lén của đối phương, dựa vào bên mình người đông thế mạnh, liền có thể một lưới quét sạch những vị khách không mời này. Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi sân, đã có vài tiếng vù vù, những ánh sáng rực rỡ nối tiếp nhau xuất hiện, trong chớp mắt đã có rất nhiều mũi tên ở trước mặt họ. Những mũi tên này tựa như từ trên trời lao ra, thế đạo rất nhanh, Cao Thiên Thành không biết né tránh như thế nào dưới sự hoảng sợ chỉ biết đứng yên bất động bốn âm thanh phát ra dưới chân gần như đồng thời không phân biệt cao thiên thành toát mồ hôi lạnh nhìn xuống xung quanh chỉ thấy bốn mũi tên bay xuyên qua mặt đất bắn thẳng vào bên chân mình trước sau trái phải bốn mũi tên dường như được đo trước bằng ống mực mỗi mũi tên cách cơ thể ba tấc vây bản thân hắn ở giữa trong giây lát thân thể hắn đã bị bao quanh bởi lưới tên Cao Thiên Thành trong lòng hiểu rõ, kẻ bắn không có ý giết mình, nhưng hắn nếu còn dám vọng động, mũi tên tiếp theo sẽ xuyên qua ngực hắn. Cao Thiên Thành vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn nhìn tên dâu sồm run giọng nói, ngươi. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hắn đường đường là một thiên tướng, ở ngay tại nhà mình lại phải chịu nhục nhã bực này, dưới cơn thịnh nộ thân mình không tự chủ được mà run lên. Tên kỳ lạ kia hai mắt trợn lên, nghe một tiếng cạch lớn, chiếc ghế tre dưới háng bị vỡ vụn. Hắn chậm rãi đứng dậy, vươn ngón trỏ, chỉ vào bức bình phong trong phòng, chúng đệ tử giật mình nghi hoặc, vội vàng quay lại nhìn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời lóng lánh, hai tia sáng chiếu vào đại sảnh như một tấm gương treo trên cao. Cao thiên thành ngây ngẩn cả người, ngươi muốn mẫu âm dương đao. Nam tử kỳ lạ kia gật đầu, chắp hai tay vào nhau, các đốt ngón tay kêu răng rắc, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện kể từ khi bước vào. Nhưng lời thú nhận chói tai chỉ làm giấy lên sự tức giận của mọi người. Chúng ta sát thương một hồi, nếu không ngoan ngoãn giao đồ, các người. Nam tử quái lạ nhìn quanh mọi người rồi nhún vai, không có lựa chọn thứ ba. Chưa từng gặp qua chuyện điên rồ như vậy. Kể từ khi lập ra tới nay, chưa từng thấy ai nói chuyện như thế này trong thiên tướng phủ cao thiên thành nắm chặt song quyền trên trán gân xanh nổi lên hai mắt tức giận trợn lên mặt đỏ bừng tím tiểu tiểu từ giọng nói của hắn bị tức giận cắt đứt quãng trước mặt hoài tây thiên tướng phủ ngươi ngươi dám kiêu ngạo như vậy người nọ chậm rãi vuốt dâu chậm rãi nhắm mắt lại không cần nói chuyện mí mắt nhắm lại đã thay hắn nói thiên ngôn vạn ngữ cao thiên thành nhìn tên vô lại trước mặt cũng không nói thêm gì nữa lúc không nên nói thì chỉ nên im lặng. Cao Thiên Thành hiểu rõ trước mắt hắn chỉ có một mình ở đây, lọt vào lưới tên của thích khách quân địch, đã là con tin. Cao thủ thiên tướng phủ tuy nhiều cũng không thể vây công kẻ quái lạ này. Cao Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi, tình thế này không phải không có cách giải quyết. Người có tiễn thủ, thiên tướng phủ uy chấn hoài tây, sát thủ còn ít hơn sao. Gió thổi qua rừng trúc, trong rừng truyền đến tiếng vèo vèo, sắc mặt cao thiên thành âm trầm, trong lòng lẩm bẩm cầu khẩn, tam ca, nhờ huynh. Kết! Dây cung căng ra, những viên bi đá đã đầy, chỉ chờ xé không chung mà bay ra ngoài. 12 thiên tướng không chỉ để trưng, phủ viễn tứ đại gia, hoài tây cao thiên tướng, năm cảnh thái thứ 14 thiên tướng phủ dẫn quân viễn trinh nội thương cùng Hà Bắc Trúc Thiết Thương, lĩnh Nam Triệu tỉnh sư, sơn đông tống thần đao quyết chiến trên sa trường, tứ đại gia tộc hy sinh vô số mạng người đổi lấy mãn môn phú quý. Tổ tiên cao gia được phong quan nội hầu, từ đó nghỉ tay thoái ẩn, không quan tâm chuyện võ lâm. Nào hiểu được hổ lạc Bình Dương, lại bị chó điên cắn tới cửa. Thành ngữ hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi hổ rơi vào trốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ. Thần đạn tử, cao thiên nghiệp ngừng thở, con người trong rừng, chỉ chờ bắt cung tiêu diệt tiễn thủ địch lúc trước đệ tử hốt hoàng tới báo, có cao thủ đến trang viên quấy giày, cuối cùng kinh động vị thần đạn tử này. 12 vị thiên tướng đều có phân cao thấp, cao thiên nghiệp đứng hàng thứ ba, người đúng như tên, là cao thủ ám khí giỏi nhất trong phủ thiên tướng. Người tới xuống tên bắn lén, chính là thần đạn tử ra tay. Ám chiêu tàn nhẫn, thích khách ám sát, hắn là cao thủ trong thiên hạ. Đối đầu kẻ địch mạnh, khóe mắt cao thiên nghiệp liếc về hai hướng, bên trái rừng trúc là cửu sư đệ, phác thiên tiêu, cao thiên vũ của mình đang ẩn nấp, phía bên phải là đệ đệ thứ 12 của hắn, hỏa tật lê, cao thiên mang, huynh đệ cùng tộc, mỗi người chiếm giữ tam giác đông bắc tây, ba người liên thủ ngăn địch, cho dù kỹ năng của kẻ thù có tốt đến đâu, cũng sẽ bị thất bại ngay lập tức. Thần đạn tử, quay đầu lại nhìn lại giáo trường, tình thế lúc này trên sân không có gì thay đổi, Cao Thiên Thành vẫn đứng yên, nhìn thấy hắn chấn tĩnh tự nhiên, đương nhiên đã biết viện trợ đã tới, dù sao cũng đã là huynh đệ nhiều năm, ngầm hiểu nhau rất tốt. Giữa lúc giết chóc, Nam Tử Lạ Mặt và Cao Thiên Thành đều không nói gì, hai người rằng co bất động, sư huynh thần đạn tử lấy ba đối một, cũng rằng co với thích khách. Cục diện đã thành bế tắc, không ai có thể hành động hấp tấp. Cao Thiên Thành ở trong vòng tầm bắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mũi tên bắn lén. Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim vàng anh ở phía sau. Nếu địch nhân muốn bắn tên bừa bãi, tất sẽ bại lộ thân hình. Đến lúc đó cao thiên nghiệp bắn ra đạn tử, tự có thể sảng khoái xong nợ với kẻ địch. Cục diện hiểm trở như vậy, hoàng sợ cũng vô ích, chỉ có thể xem ai dẫn đầu ra tay làm khó dễ. Thật lâu sau, thật lâu sau, hai bên đều không có động tĩnh. Nhân gia chịu được tính tình, Thần đạn tử lão luyện SPN người, cũng không phải là bó tay không có biện pháp. Đối phương đã không có động tĩnh gì, nên xem xét mình có thể chuốc lấy thời cơ rét ấy trước, dành trước một bước tìm ra nơi ẩn nấp của đối thủ. Cao thiên nghiệp hạ quyết âm, quay đầu nhìn về phía sân, đánh giá bốn mũi tên đang cắm xung quanh chân sư đệ. Đuôi mũi tên chỉ vào đâu thì đó là nơi địch đang ẩn náu. Cao thiên nghiệp ngưng mắt nhìn kỹ cố gắng tìm ra chỗ thích khách đang mai phục. Được lắm, Cao Thiên Nghiệp âm thầm tán thưởng, bốn mũi tên dài này không nghiêng không lệch, vừa đẹp vây xung quanh sư đệ hắn, đuôi mũi tên hướng về tứ phía đông tây nam bắc, giống như mũi tên đã bắn ra từ bốn hướng khác nhau, người tới khéo léo che giấu đường tên bắn ra, tiễn pháp quả nhiên không thể tưởng tượng. Tiễn pháp nếu thần, lúc nào cũng có thể sáng tạo khác người, đây chính là Xuân Tảo Tiễn đã thất truyền từ lâu. hắc hắc thật là lợi hại. thợ khí có thể khéo léo tới vậy. cao thiên nghiệp cười lạnh, thích khách để che giấu nơi ẩn náu của mình, đã làm đôi mũi tên hướng tứ phía đông tây nam bắc. đông là chính đông, tây là chính tây, nam là chính nam. độ chính xác tuy tốt, tiễn pháp tuy cao, nhưng đáng tiếc đã đi quá xa. hoặc là mũi tên lệch một chút, hoặc là đôi mũi tên hơi cong. cao thiên nghiệp có thể nhìn ra manh mối xét theo địa hình trong rừng trúc có thể sử dụng loại tiến pháp cao siêu này ngoại trừ cây trúc xanh cao nhất không còn nơi nào khác võ lâm chém giết chưa chắc người tài cao sẽ thắng cái gọi là đấu trí đấu lực từ trí tuệ còn ở sức mạnh xem ra thích khách đối phương nhất định còn trẻ tuổi tiến pháp quá mức khoe khoang để lộ ra dấu vết thần kỹ của mình thần đạn tử nhếch khóe miệng mỉm cười đôi mắt như đại bàng quét qua chỗ sâu trong rừng trúc, tinh tế tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, một góc quần áo lộ ra trong rừng trúc tươi tốt, quả thực ở trên cây trúc xanh cao nhất. Cao Thiên Nghiệp cười lạnh một tiếng, lấy ná nhắm qua. Sáu viên bi thép được nhét vào giữa các ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ lỏng mà không lỏng, hai vai không cần lực, bi thép nằm sát mắt, khi góc của bộ quần áo vừa vặn với những viên bi thép sẽ được nghiệm chứng thần đạn ma thuật lục liên châu của Cao Thiên Nghiệp. Ngay lúc này, có một tiếng động nhỏ vang lên, một người giành trước dùng tay trái bắn ra xa ba trượng. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chiếu lên bầu trời, có thứ gì đó bay thẳng về phía nơi ẩn náu của thích khách. Cao Thiên Nghiệp âm thầm gieo hò, vật thể sáng như lửa, chính là hỏa tật lê của Cao Thiên Mang, hắn cũng thấy được dấu vết của địch thủ. Vật thể màu đỏ bay lên, Hỏa tật lê thế đạo mãnh liệt, bay vào nơi ẩn náu của kẻ thù, trong thoáng chốc rừng trúc bị chém đổ sụp xuống, hỏa tật lê bay về phía trước mà không rơi xuống. Thiên tướng phủ lưu truyền 12 tuyệt kỹ, cái gọi là Minh Cửu Ám Tam, đạn tử cường, hỏa tật lê và Phác Thiên Tiêu là tam đại ám sát trong 12 thiên tướng. Xét về sức mạnh, hỏa tật lê của thập nhị sư đệ luôn là số 1. Cao Thiên Nghiệp mỉm cười gật đầu biết võ công của sư đệ đã cao hơn một tầng. Hắn nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm, sư đệ nếu đắc thủ, chính mình cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Hắn buông ná xuống, lập tức bay xuống đất để kiểm tra thi thể của kẻ thù. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi rừng trúc, đúng lúc này nghe thấy một tiếng hét thảm, cao thiên nghiệp dùng mình lập tức dừng lại. Có gì đó không đúng, Hỏa Tật Lê đã tấn công được một lúc rồi sao còn có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Hắn tĩnh tâm lắng nghe tiếng vang quanh mình. Đột nhiên, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, hơi thở vô tình trở nên gấp gáp. Trong rừng trúc còn có một một cổ sát khí tràn ngập, hơi thở lúc này lãnh khốc, thật gấp gáp. Ám khí không giống với quyền cước, quyền cước chính là dựa vào lực của bàn tay, phản ứng nhanh chóng, trong khi đó ám khí lại chú ý đến cổ tay và vai lòng, lòng yên tĩnh như nước, bởi vì ám sát kẻ thù phải tiến hành từ xa, đôi khi giết người còn không biết dung mạo của đối phương, lại càng không biết thương thế của đối phương như thế nào, bởi vì điều này, trực giác sinh tử quan trọng hơn nhiều so với phản ứng tâm lý. Cao Thiên Nghiệp âm thầm cảm thấy điểm xấu, hắn không dám cử động cổ, sợ tiếng vang từ cổ sẽ làm bại lộ thân hình hắn. Hắn chỉ đảo mắt nhìn xuống, ngầm nhìn xung quanh. Quả nhiên cao thiên nghiệp hai mắt đẫm lệ mông lung hắn vô cùng tự trách mình người bị trọng thương ngã xuống đất không phải là địch nhân nào đó mà chính là sư đệ hỏa tật lê cao thiên mang của mình cao thiên nghiệp vừa đau vừa sốc cắn chặt răng biết chính mình trúng kế địch nhân âm mưu lộ ra một góc quần áo mục đích chỉ là dụ quân bên mình đáng thương cao thiên mang mắt nhanh tay nhanh ngược lại bị trúng mũi tên trước hận chỉ hận chính mình thân là tam sư huynh lại không có đề phòng trước để sư đệ bị chúng ám toán bên mình mất đi một đại tướng lại ngay cả bóng dáng kẻ địch cũng không nhìn thấy sống mũi của cao thiên nghiệp nhân lại lộ ra dấu vết của sự tức giận đây là vẻ mặt của hắn mỗi lần trước khi muốn giết ai đó hắn lại kéo ná lần nữa con ngươi nhìn chằm chằm vào trung tâm rừng trúc hắn có thể không biết có ba kẻ địch đang mai phục chỉ cần tên thích khách đê tiện này xuất hiện trên mặt đất, đi kiểm tra vết thương của Cao Thiên Mang, lục liên châu của hắn sẽ lập tức phát ra, địch nhân sẽ chết không có chỗ chôn Quyền 12 chương 1 đối đầu kẻ địch mạnh, hồi 2. Quả nhiên có người bay ra ngoài, Cao Thiên Nghiệp hai mắt sáng lên, đang muốn buông ngón tay ra, mắt thấy đạn tử mạnh sắp bắn ra, thoáng chốc trong lòng khiếp sợ, ngón tay lại siết chặt người tới mặc áo xanh là cửu sư đệ pháp thiên tiêu cao thiên vũ nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của hắn chắc chắc là chưa biết hòa tật lê đã rơi xuống còn muốn đi tới kiểm tra thi thể địch nhân cao thiên vũ tuổi trẻ kiến thức nông cạn làm bại lộ thân hình của mình địch nhân chỉ cần bắn lén một tên hắn sẽ lập tức sẽ đi đời nhà ma có nên ngăn hắn lại không cao thiên nghiệp do dự lúc này nếu mình muốn gọi sư đệ âm thanh sẽ phát ra, lộ ra vị trí, chính mình sẽ lại gặp nguy hiểm. Nếu mình ngã xuống, sư đệ công lực yếu, nhất định sẽ không thể báo thù, phủ thiên tướng chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại. Thiên vũ, tam ca thực xin lỗi đệ, chỉ có thể để đệ làm mồi. Cao thiên nghiệp kéo ná căng hết cỡ, nếu cao thiên vũ trúng mũi tên ngã xuống đất, hắn cũng sẽ nhìn ra bóng dáng của địch thủ, thay các sư đệ tiêu diệt kẻ thù. Trong rừng trúc, chim hót líu lo, côn trùng kêu vang, gió chiều chậm rãi thổi qua, bỗng nghe tiếng xé gió vang, mũi tên bay đã bắn ra, Cao Thiên Vũ nhất định đã chết không thể nghi ngờ. Cao Thiên Nghiệp cắn chặt răng nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Âm thanh xuyên thấu chuyển đến từ phía tây bắc rừng trúc, cách đó khoảng 16 trượng, thần đạn tử, nhìn kỹ, quả nhiên thấy một bóng người bám vào chỗ cao của rừng trúc. Lá trúc dày đặc đến mức mắt người gần như không thể phân biệt được, nhưng thần đạn tử công lực mạnh đến mức nào, kẻ hèn chỉ ở khoảng cách 16 trượng, làm sao có thể làm khó được hắn. Ngón tay hơi buông lỏng, 6 viên bi thép lần lượt bắn ra, tất cả đều bay vào rừng trúc. Ở giữa một viên đánh nát thân trúc, phía sau một viên ngắm vào địch nhân, còn lại 4 viên đánh trên dưới trái phải, 6 đạn liên châu, cho dù đối thủ có né tránh thế nào đi chăng nữa chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn được tuyệt kỹ này. Cầu tặc, thật tiện cho ngươi rồi. Dựa vào cửu sư đệ liều mình đổi lấy một cơ hội tốt, thần đạn tử mới nhất cử đắc thủ. Cao thiên nghiệp nhẹ nhàng thở dài, nước mắt chợt lóe, ký ức xưa huynh đệ thủ túc tương trợ nhau hiện lên trước mắt. Cao thiên nghiệp lắc đầu, đi xem thi thể của hai sư đệ, chỉ một thoáng hắn ngây người, thấy Pháp Thiên Tiêu đang bình yên ngồi xổm trên mặt đất, ôm sư đệ Cao Thiên mang trên tay, đang băng bó vết thương cho hắn. Cao Thiên nghiệp lòng tràn đầy kinh ngạc, chỉ là không hiểu ra sao, này. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên nghe thấy tiếng dây cung, phía sau có người rút cung ra, âm thanh chỉ cách đó một trượng. Cao Thiên nghiệp đầy mặt kinh ngạc, nhéo mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy một hán tử trên mặt tươi cười, chĩa cung về phía sau lưng hắn. Thật đáng xấu hổ thật đáng xấu hổ, lại bị trúng kế. Cao thiên nghiệp tức giận đến thất khiếu bốc khói, đến mức quay người chừng mắt nhìn kẻ cường địch. Thích khách trước mặt rất ngay thẳng, trắng trẻo sạch sẽ, mỉm cười nhìn hắn. Cao thiên nghiệp thua không phục lắm, hắn không biết địch nhân làm sao phát hiện được mình, hắn nhìn thẳng chừng mắt với kẻ địch, tựa hồ sắp phun ra lửa giận. Thấy sự căm hận trong mắt hắn, thích khách kia lập tức mỉm cười, nhếch khóe miệng ra hiệu cho Cao Thiên Nghiệp nhìn vào eo hắn. Cao Thiên Nghiệp trong lòng run lên, vội vàng nhìn lại, đột nhiên trong tầm mắt hiện ra một sợi dây thừng, sợi dây này rất mỏng và mềm, màu xanh đậm, giống như lá trúc. Khó trách chính mình không nhìn thấy nó. Cao Thiên Nghiệp âm thầm kinh hãi, dọc theo đường nhìn lại, điểm cuối ở trên một cây cung nhẹ, chỉ cách hắn đúng 16 trượng. Khó trách cửu sư đệ không có chuyện gì kẻ địch ẩn nấp từ xa nhưng lại dùng dây thừng kéo dây cung mũi tên không chính xác cửu sư đệ đương nhiên còn nguyên vẹn chỉ là đáng thương chính mình địch quân hết thảy bố trí an bài chỉ là muốn thần đạn tử ra tay mà thôi khi thích khách mạnh nhất ngã xuống phát thiên tiêu và hỏa tật lê hai người công lực nông cạn tự nhiên dễ như trở bàn tay cao thiên nghiệp khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng trong nháy mắt xoay người rồi ngửa ra sau Lộn nhào rồi nhảy thẳng xuống Vai cảm thấy đau đớn Một mũi tên bắn vào vai hắn Cao thiên nghiệp hét lên điên cuồng Âm thanh như thủy ngân đổ xuống đất Trong phút chốc chấn động cả trang viện Tình thế bất đắc dĩ Chỉ có kinh động tông chủ Chỉ có người đứng đầu thiên tướng Mới có thể chặn đám khách không mời mà đến này Thiên uy xuất mã Cao ra thiên tướng đệ nhất nhân Cao thiên nghiệp ẩm ý kêu thảm thiết cao thủ đầu bảng nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài, thấy hắn cất bước hai vai cũng không nhúc nhích, các chấp pháp khí cũng trái phải cũng đi theo, người này không hổ là cao thủ đầu bảng, vừa ra đã khiến 12 thiên tướng từng người một xếp thành một hàng, khí phái quả nhiên bất phàm. Thiên tướng phủ có diện tích rộng lớn, dụng đồng trải dài hơn 10 dặm, 12 vị thiên tướng cùng nhau đến võ trường, đây là đại sư chưa từng có sau sự kiện năm cảnh thái thứ 14 trước đây đứng đầu thiên tướng là lão nhân đầu bạc chiều cao không quá năm thước nhìn thấp bé buồn cười nhưng ánh mắt ông khẽ quét qua liền khiến người khác biết ông không phải là người dễ chọc giữa sân mọi người nghiêm nghị không tiếng động chỉ có nam tử quái lạ kia vẫn lười biếng mang theo vẻ thờ ơ lão nhân đầu bạc nhìn đánh giá hắn vài lần lạnh lùng nói con trai của phong đao thường phi từ khi kẻ quái lạ này vào trang viên bất kể là ai đến hỏi chuyện hắn từ đầu đến cuối đều coi thường nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của lão nhân đầu bạc hắn lập tức trợn mắt ngươi ngươi biết cha ta hắn kinh ngạc đứng dậy hai bên còn không có động thủ đối phương thuận miệng một câu khiến kẻ lạ mặt đứng dậy tình thế hai bên ai mạnh ai yếu đã rõ ràng lão nhân đầu bạc nghe xong lại nghiêng cổ mỉm cười thần thái này chỉ ra xuất thân của ông không tầm thường tên quái lạ trước mặt còn cách ông một trời một vực từ võ công đến khí chất, đó chính là khoảng cách giữa thiên vương và thị vệ trước cổng. Lão nhân đầu bạc từ mũi thở ra luồng khí hôi hám, lạnh lùng nói, tiểu tử, không muốn đi theo con đường cũ của cha ngươi, thì bỏ ra khỏi trang viên của ta ngay. Không có ý nói khinh thường, đây chỉ là một lời khuyên. Tên quái lạ kia ngây người một lúc, sau đó trợn mắt lạ lùng, gầm lên giận dữ. Lúc này, thích khách ở sâu trong rừng trúc dành trước một bước, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh vù vù từ giữa không trung, tiếng gió xé qua, đã bắn lén ra một tên. Lão nhân đầu bạc xoay người nhảy lên, vẽ một bóng giữa không trung, thấy đế giải của ông quét như hình vòng cung, đá bay bốn mũi tên đang phi tới. Chiêu này chính thủ yến tiễn, trước đó Cao Thiên Thành đã định xuất chiêu này nhưng bị một mũi tên xuyên qua búi tóc, vẻ mặt hắn rất khó chịu, nào biết chiêu thức tương tự cũng được sử dụng bởi người khác lại đáng kinh ngạc đến vậy. Cao Thiên Uy đưa tay ra, thu bốn mũi tên dài trong tay cười lạnh nói, mấy năm không ở trong giang hồ, mèo hoa đều có thể giả thành mãnh hồ. Cửu mệnh phong tử thường tuyết hận, hỏa nhãn toan nghe giải thao, hai tên tiểu tử bất tài cũng dám lên trời dương oai sao. Một tiếng gầm lên, bốn mũi tên bay ngược về phía sau, hướng thẳng về phía trước ngực của tên hán tử quái lạ kia, mũi tên lao nhanh như gió, có thể tương đương với thế một cây cung lớn bắn ra lúc này hai bên gần trong gang tắc tính mạng của tên hán tử quái lạ kia đã nằm trong lòng bàn tay một bóng hình lóe lên đột nhiên cổ áo của tên quái hán lạ mặt bị siết chặt cơ thể hắn đột nhiên dịch chuyển ba thước loạn tiễn từ bên cạnh cọ qua thật sự nguy hiểm mọi người trong sân thẩm oán quái hán lạ mặt tránh được tử kiếp trong lòng đều bàng hoàng bất định ngưng mắt chăm chú nhìn nhưng lại nhìn thấy một đại hán đang túm lấy cổ áo thường tuyết hận lại là hắn ở trong phút chốc ra tay cứu người động tác của người này nhanh nhẹn tiến vào kéo quần áo cứu người ba chiêu hợp nhất bình tĩnh mà tinh vi như thể đã luyện tập trước vô số lần cao thiên uy thấy người này công phu rất mạnh cũng biết người này lai lịch không nhỏ lập tức hét lên kẻ tới là ai đại hán có mỏ chim hạc ở bên trái tay tay phải xà hình di chuyển từ trái sang phải lành lạnh nói hách chấn tương thương bổng giáo đầu của cẩm y vệ trước đây, đặc biệt tới đây lĩnh giáo mánh khóe của thiên tướng phủ. Cao Thiên Uy hít một hơi thật sâu nói, Hồ Nam xà hạc song hành. Đại hán kia bước về phía trước thật mạnh một bước, có một tiếng nổ lớn, bụi đất đầy trời, bùn bay lên khắp nơi. Bước đi này chính là câu trả lời của hắn. Cao Thiên Uy hắc hắc cười lạnh, đem áo ngoài giải xuống dưới, chậm rãi bước vào giữa sân. Trời đã gần tối. Hai vị đại cao thủ chăm chú nhìn nhau, đều đang chờ động thủ ra chiêu. Vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Cao Thiên Uy trong lòng cảm thấy ớn lạnh, biết vẫn có người đang âm thầm quan sát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lúc hoàng hôn hỗn loạn, thấy ngoài rừng trúc có ánh lửa yếu ớt, tựa hồ có thiên quân vạn mã mai phục. Gió lay động lá trúc, một bóng người hiện ra, nhìn thấy một người ngồi một mình trên lưng ngựa người này đầy mặt ung dung, tay để roi ngựa, đang nhìn về phía hắn. Giang Đông phàm ảnh. Bốn chữ này hiện lên trong đầu, thân hình thấp bé của Cao Thiên Uy run rẩy, không khỏi lùi về sau một bước, sắc mặt trông cực kỳ âm trầm. Tả hữu thiên tướng vội vàng sông lên phía trước đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi, tông chủ, chúng ta có đánh một trận không? Quân địch tiếp cận, thiên tướng phủ thế cô lực đơn, e rằng khó có thể địch lại. Cao Thiên Uy nhìn chằm chằm vào quân địch trong ánh trạng vàng, lắc đầu nói, hãy đưa ra thanh tử mẫu âm dương đao. Nghe vậy, tất cả chúng tướng đều sừng sốt và hoảng sợ, không được. Trước đây tông chủ trăm cây ngàn đắng mới giành được vật chấn bảo này, sao có thể tùy ý dâng cho người khác? Cao Thiên Uy nheo mắt lại, nhàn nhạt nói, vật đến như thế nào thì nên đi như vậy. Tử mẫu âm dương đao dính đầy máu tươi của kẻ phản nghịch, loại đồ vật này ở lâu thêm một ngày, sẽ có tai họa thêm một ngày. Không cần phải nói nhiều, hãy đem song đao trả lại cho hắn. Chúng đệ tử không dám nhiều lời, chạy như bay trở về phủ, không bao lâu đã đưa song đao tới. Trong trận chiến này, Giang Đông quần hào không đánh mà thắng, liền đã áp đảo cường địch, thể hiện khí chất vô song của một bậc thầy uy nghiêm. Trong ánh trạng vạng, quân địch đã xuất phát, Người cưỡi ngựa giống như một pho tượng im lặng, bất động như núi, nhưng lại khiến người kinh hãi vạn phần. Cao Thiên uy khoanh tay, không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn quân địch đi về phía tây. Hồ Thiên vào tháng 6, thảo nguyên mênh mông như biển, trường thành liên miên vô tận, cờ tung bay ngay trước khi cánh cổng đóng lại. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đồn trú Trung Quốc ở Liêu Đông, được xưng thiên hạ đệ nhất Quan Sơn Hải Quan. Kể từ khi Lưu Kính phản quốc, Thiện Mục Hầu Liễu Ngang Thiên lần đầu rời kinh, đến Tân Cương để kiểm tra phòng ngự. Hoàng đế làm theo tục lệ của triều đình, để tả ngự sử Hà Đại Nhân đi cùng ông đến biên giới, làm người giám quân. Khi tin tức truyền ra, tất cả tướng lĩnh của Liễu Môn đều đến Sơn Hải Quan để thăm hỏi. Ngựa xếp hàng, nhưng Liễu Ngang Thiên lại được bao quanh bởi quan lại, kiến châu đô chỉ huy sứ tả Tòng Nghĩa, trung lang tướng Thạch Bằng, Tiên phong hoàng ứng và hơn chục tướng đi cùng đủ thấy thanh thế to lớn. Đại đô đốc đích thân đến thị sát Liễu môn lão tướng tất nhiên tinh thần phấn chấn chăm chỉ luyện tập ra lệnh cho quân sĩ tiến lên phía trước quân xanh bên trái quân trắng ở bên phải hai quân binh cường mã tráng đứng tại chỗ giao đấu trên đài cao hai viên quan lớn coi diễn tập Hà đại nhân con người bên trái Liễu hầu ra cười bên phải hai người nhìn không chớp mắt coi các tướng lĩnh thể hiện sức mạnh của quân đội Trung Quốc. Tiếng tù và tiếng chém giết vang lên, tướng sĩ phóng ngựa chạy như bay, qua lại làm bộ va chạm chém giết, tiếng giết rung trời, truyền đến tận cùng thảo nguyên, khiến vô số du dân biên cương ngừng lại quan sát. Chuyến tập trận này hao tổn rất nhiều, vậy tại sao lại làm? Hà Đại Nhân làm quan đã lâu nên đương nhiên hiểu được chân tướng lần này liễu ngang thiên đột ngột rời đi chắc chắn không nhằm vào những kẻ man di thát đát, ngõa lạt. Gần ba năm Bắc Cương thời tiết khô hạn, thát đát, ngõa lạt hai nước chịu đủ nạn đói, quốc nội biến loạn lan tràn, lương thực còn không đủ, đâu ra dư lực xâm phạm Trung Nguyên. Đã như vậy thì lần này triệu tập phòng bộ là nhằm vào ai? Hà Đại Nhân từ trước đến nay thông minh, sao có thể không biết chân tướng? Ông nhìn dưới đài tam quân kêu thét, cảm thấy có chút kinh hãi. Việc binh đao luyện tập, hai chữ, giang sung. Trận thế hoành tráng như vậy, chính là để cho tên gian thần này xem. Ý đồ chỉ có một câu, gian thần, ngươi đừng đến gây chuyện với ta. Hạ đại nhân hiểu rõ, liễu hầu gia hiểu rõ, ngay cả thiên hạ quần thần đều biết rõ. Kẻ thù thực sự của liễu môn chắc chắn không phải là man tộc thát đát ngõa lạt, cũng không phải giặc oa vùng duyên hải chim chóc vô tận, cung tốt không ẩn nấp, nói đến thật đáng buồn, ngoại địch một ngày hùng cường thì liễu ngang thiên lại càng mạnh. Đối với tướng lĩnh liễu môn mà nói, kẻ thù hung ác thực sự không phải ở xa ngàn dặm mà là cách đó chưa đầy ba dặm bên trong tử cấm thành yên lặng tường hoa là nơi cường địch ẩn náu. Giết! Tiếng giết chóc dưới đài vang lên, đánh thức hà đại nhân đang chìm đắm trong suy tư, ông giật mình suýt té khỏi ghế, đúng lúc này, có người đưa tay ra đỡ lấy ông, người này mặt đầy tươi cười, thân hình cường tráng, chính là trinh bắc đại đô đốc Liễu Ngang Thiên. Đại nhân, đừng hoảng sợ. Nụ cười của Liễu Ngang Thiên rất chân thành, mái tóc trắng đặc biệt tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Khó có dịp hoàng thượng phái ngài đến cùng, ngài phải tự chăm sóc bản thân. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta thật sự gánh không nổi. Liễu ngang thiên rất chăm sóc Hà Đại Nhân, đó không phải là lời nói khách khí. Hà Đại Nhân quen biết Liễu Môn, thiên hạ đều biết, lúc này Liễu Ngang Thiên Tuần Biên, Giang Sung muốn cử người giám sát quân đội, nhưng Hoàng đế từ chối đề nghị và cử Hà Đại Nhân đi. Hoàng thượng thánh minh như thế, cho nên không khó hiểu ý đồ của hắn, thế chân vạc tuy đã tan thành ảo ảnh, nhưng người vẫn muốn coi trọng Liễu Ngang Thiên. Mục đích để Hà Đại Nhân đi lần này là muốn trần an Liễu Môn, muốn họ hiểu rằng địa vị của họ đã được đảm bảo, hoàng đế vẫn rất coi trọng những võ nhân này. Hà Đại Nhân suy nghĩ phiền loạn, đứng ngồi không yên, mong rằng cuộc tập trận sẽ sớm kết thúc. Theo sự sắp xếp, Liễu Ngang Thiên nhất định sẽ cho ông đi lưu đông du ngoạn và nghỉ ngơi một lát, đến lúc đó oanh oanh yến yến ca hát, hương gối ôn nhu, cũng không phụ mình đi đường vất vả. Đúng vào lúc này, một đội ngựa chạy ngang qua đồng cỏ, Hà đại nhân ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bọn họ phóng ngựa chạy như bay, dường như thân có chuyện quan trọng, chưa kịp trở tay đã thấy phi đến trước đài. Nhóm người này không mặc quân phục mà chỉ mặc quần áo màu đen, đây cũng không phải là lần đầu tiên Hà đại nhân nhìn thấy họ, tự biết đó là gián điệp của quân đồn trú Trung Quốc. Bình thường nếu không có chuyện gì gấp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Hà đại nhân có một dự cảm chẳng lành, trong khi đang suy đoán thấy quan quân biểu tình nghiêm trọng, không nói một lời, quay người xuống ngựa rồi bước ra lấy một công văn từ trong túi ra trên bụng ngựa, vội vàng đi về phía đài. Nhìn tình thế này, chắc chắn có quân tình quan trọng hồi báo. Tiếng bước chân vang lên, người tới từng bước một bước lên cầu thang, cuối cùng quỳ xuống trước đài, dâng lên văn kiện quân tình bí mật. Hà Đại Nhân lướt nhìn xem, chỉ thấy liễu ngang thiên hoắc mắt đứng dậy, sắc mặt hơi tái nhợt, Hà đại nhân trợn mắt, thân thể bắt đầu run rẩy, nghĩ, chuyện thảm này. Quân tình khẩn cấp tới báo. Chẳng lẽ người thát đát phát cuồng, chọn thời điểm này đưa quân tấn công Trung Quốc. Nhớ tới chuyện cũ hộ giá hòa thân, mặt Hà đại nhân lập tức tím tái. Lúc đó tứ hoàng tử nổi loạn, bằng cách nào đó ông lại bị cuốn vào Tây vực đại chiến, đến bây giờ vẫn còn bị chấn động. Nhớ lại những nguy hiểm trên chiến trường, Hà địa nhân sợ phát run vô thức lầm bẩm lại là đang niệm kinh pháp hoa. Liễu ngang thiên tiếp nhận mật báo, mở ra đọc, thoáng chốc nghe thấy ông hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế, run rẩy nói, trời ơi. Ngay cả liễu ngang thiên cũng đang kêu trời, hà đại nhân nhát như chuột, chẳng lẽ lại phải kêu mẹ sao? Cổ họng ông cuộn lên, mồ hôi lạnh chảy dòng, suy nghĩ vội vã, đã an bài thỏa đáng mọi việc phía sau đại nhi tử xưa nay khôn khéo có năng lực để cho hắn có nhà ở trong kinh, tiểu nhi tử hiền lành, ân cần nên giao cho hắn ruộng đất ở quê quán, con gái và con rể vẫn hiếu thuận, họ được tặng một số đồ trang sức, thư pháp và tranh vẽ để bán lấy tiền mặt. Đến năm vạn lượng vốn riêng cũng đưa cho ba đứa con ngoài giá thú. Hà! Phân xong rồi! Chính mình đã làm việc vất vả cả đời, sao lại không để lại gì? Ta không muốn chết. Với suy nghĩ này, Hà Đại Nhân mặt đầy nước mắt chộp lấy công văn quân tình, dùng hết sức đọc to, gia dục quan quân coi giữ cấp báo, Tây Cương bỗng nổi lên quân địch không rõ danh tính tiến vào theo bốn đường vòng, hướng về phía Tây Bắc, quân địch ước khoảng ba vạn, trong vòng một tháng sẽ đến thiên thủy. Tất cả quân mã của triều đình nghe báo tới ứng viện. Hà Đại Nhân sửng sốt, một lúc lâu sau, đột nhiên lau nước mắt, vỗ nhẹ vào ngực không ngừng nói, chúc mừng Liễu Hầu Gia. Liễu Ngang Thiên liếc mắt nhìn hắn, thở dài, đại nhân chúc mừng ta cái gì? Hà đại nhân cười nói, gia dục quan là địa phận quản lý của Giang Sung, ban di lẻn vào địa hạt của hắn, hoàng đế nổi giận, ban hành chỉ dụ kết tội, Giang Sung gặp nguy, ta không phải nên chúc mừng Liễu Hầu Gia sao? Liễu Ngang Thiên khẽ thở dài, nói, Hà đại nhân, ông xem công văn cho rõ ràng, phiên quân đánh vỡ quan ải, Hiện đang theo hướng nào? Hà đại nhân nhanh chóng xem lại, chỉ thấy hai chữ Thiên Thủy, Thiên Thủy này cũng không kỳ lạ lắm, là một nơi nghèo nàn ở phía Tây Bắc, ngoài bò dê ra thì là một mảnh hoang mạc, thực sự không có gì kỳ lạ. Hà đại nhân không hiểu sao Liễu Ngang Thiên lại hỏi như vậy, ông suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một nơi. Hà đại nhân bắt đầu run rẩy, run giọng nói, Thành Thiên Thủy, trời ơi, họ họ đang đi đến nộ thương sơn sao liễu ngang thiên không để ý đến ông quay sang thám tử quân tình hỏi bây giờ ai đang nổi dậy trong núi chính là chính là hắn sao quan quân kia đáp hầu ra nói không sai đúng là tần tướng quân liễu ngang thiên thở dài im lặng nhắm mắt lại không nói hà đại nhân sợ đến mức toàn thân run rẩy bảy hồn sáu phách chỉ còn lại một nửa một hồi lửa lớn của hình bộ thiêu chết thủ lĩnh Hồ Lâm Quân, biến dư nghiệt phản nghịch thành cho tàn. Nào biết ma vương chi tử không những không chết mà còn ngo ngoe dục dịch, tình thế khẩn trương như vậy, khó trách liễu ngang thiên kinh hãi ngã ngồi xuống. Nửa năm trước, hoàng đế đặt ra hình phạt liên đới, nếu tần trọng hải được cướp ngục, sẽ tìm liễu ngang thiên hỏi tội. Hiện tại người này không những trốn thoát mà còn bước tới một tầng cao hơn, ở đó tụ tập xương phản nghịch, không biết Liễu Ngang Thiên sẽ có kết cục gì dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế. Hà đại nhân lắc đầu thở dài, ánh mắt lộ ra thương hại, nhìn Liễu Đại Đô đốc trước mặt. Nghe tin ái tướng năm xưa của mình khiêu chiến triều đình, Liễu Ngang Thiên không tức giận gầm lên, chỉ nhẹ nhàng cười ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thần sắc thập phần tịch liêu. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy ông nhẹ nhàng thở dài nói, "Bá tiên công, thật xin lỗi." Nghe ông nhắc tới ba chữ bá tiên công, Hà đại nhân đột nhiên trong lòng cảm thấy ớn lạnh, lúc này ông nhìn thấy trong mắt Liễu Ngang Thiên một tia sáng. Tia sáng này không còn xa lạ với bất cứ ai, Đường Kim Quyền Thần Giang Sung, nhân vật lớn trước đây Lưu Kinh và thậm chí cả võ đức hầu Tần Bá Tiên 30 năm trước, những người này ánh mắt đều thâm thúy sâu thẳm như vậy, khiến người khác không thể đoán ra suy nghĩ trong lòng họ. Hà đại nhân trong lòng kinh hãi, sao chuyện này lại xảy ra? Liễu hầu gia vốn luôn trung thành, sao có thể có ánh mắt này? Đang muốn hỏi, đột nhiên nhìn thấy Liễu ngang thiên quay đầu lại, nhìn qua mình sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hà Đại Nhân rên rỉ một tiếng, đúng lúc này, một số quan quân bước tới trước mặt Hà Đại Nhân, ngón tay chậm rãi chạm trôi đao tới giết. Hà Đại Nhân toát mồ hôi lạnh trên chán, quay hàm trên dưới run rẩy. vào thời khắc sinh tử này, ông cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Liễu ngang thiên vị tinh trung báo quốc đại đô này, chỉ sợ muốn học thủ đoạn của họ An. Có rất nhiều người mang họ An, trong đó có tên ngốc An Đạo Kinh, thần Y An Đạo Toàn, đại lực sĩ An Sĩ Dung, đương nhiên còn có một vị danh chấn thiên cổ, nhân vật đại quân thần các chiều nhớ mãi không quên. Đó là đại nhân vật Tam Sơn tiết độ sứ An Lộc Sơn. Muốn hỏi ai mới là hai triều nguyên lão, quốc gia hòn đá tảng, chỉ cần nhìn vào mười vạn tinh binh dưới đài sẽ biết nếu trung thành và gian thần chẳng thể phân biệt rõ hãm hại dân chúng chính xác chọc giận tinh thần trung quân báo quốc cũng sẽ không đơn giản như đông sường tổng quản đào một đường hầm ngư dương chống nhỏ khởi biên quan chờ ta về lại sông núi xưa phẫn nộ sẽ bùng lên ngọn lửa như thế nào trinh tây đại đô đốc tần bá tiên đã từng cho thấy nếu liễu ngang thiên vội vàng sợ sẽ đi vào con đường cũ. Hà Đại Nhân Thân là giám quân, liễu ngang thiên nếu muốn xưng phản, cái thứ nhất giết được chính là hắn. Hà Đại Nhân toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong mắt càng thêm thương hại, nhưng lần này ông không phải thương hại người khác mà là thương tiếc cho số phận bi thương của chính mình. Trong lòng ông chua xót, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống kêu lên, hầu ra. Hoàng thượng là người thông minh, người sẽ không trở thành đường minh hoàng ông đừng làm an Lộc Sơn. Trường Hận ca chuyện cũ bi thương lạnh lẽo, cảnh thái hoàng đế là người thông minh, diễn rất nhiều, nếu không dễ diễn, hắn sẽ không nhận vai này. Liễu Ngang Thiên không để ý đến ông, hét lên với thủ hạ của mình, lấy dây thừng tới. Hà đại nhân liều mạng dập đầu, ôm lấy chân Liễu Ngang Thiên, khóc, "Không. Đừng giết ta." Liễu Ngang Thiên nghe thấy tiếng khóc lớn không khỏi tắc lưỡi, đỡ ông dậy mắng hà đại nhân cái gì giết hay không ngài nói cái gì vậy liễu mỗ trung quân ái quốc sao có thể có ý định mưu phản đại nhân đừng hiểu lầm hà đại nhân khịt mũi cúi đầu giờ phút này tình thế nguy cấp nếu liễu ngang thiên không tự trọng hoàng đế chỉ cần hạ chỉ đoạt binh quyền tất sẽ vạn kiếp bất phục nói trung quân báo quốc không khỏi chỉ là làm ra vẻ liễu ngang thiên cúi xuống vỗ nhẹ lớp bùn đỏ giữa hai đầu gối hà đại nhân hòa nhã nói hà đại nhân ta muốn nhờ ngài một việc hà đại nhân trong lòng sợ hãi run rẩy đưa tay ra nhớ ra rằng mạng sống của mình đang bị treo trong tay ai đó lại liều mạng gật đầu run giọng nói đại nhân ta có thể giúp gì cho ngài liễu ngang thiên gỡ mũ giáp trên đầu đưa cho hà đại nhân sau đó lấy sợi dây thừng từ tay thuộc hà mỉm cười nói hà đại nhân Thỉnh ngài áp tải ta về kinh thành, lão thần phải tỉnh tội trước hoàng thượng. Hà đại nhân ngơ ngác mở miệng, trong lòng chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Liễu Ngang Thiên bình tĩnh nói, ta làm Trinh Bắc đại đô đốc đã mấy chục năm, ta thực sự mệt mỏi, lần này không quản giáo được cấp dưới, tất nhiên phải nhận đòn chịu tội. Ai. Còn xin hoàng thượng thành toàn cho ta, để ta chịu trừng phạt cáo lão hồi hương, Liễu mỗ cầu vậy là đủ rồi hà đại nhân hắc một tiếng vội la lên hầu ra ngài cũng thật ngây thơ giang sung từ lâu đã muốn chiếm đoạt binh quyền của ngài nếu thực sự muốn thoái ẩn thì phải sắp xếp người thay thế trong lúc nói chuyện liễu ngang thiên tự trói tay khóe miệng mỉm cười ánh mắt trôi về nơi xa vẻ mặt thực sự rất nhẹ nhàng hà đại nhân vừa mới hoàn hồn trở lại vội vỗ trán thầm nghĩ mình thật ngu ngốc bọn họ đang lùi một bước để tiến một bước Nộ Thương Sơn đang nổi loạn, những kẻ phản loạn từ khắp nơi đều tập trung tại ngọn núi này, ai nắm giữ binh quyền ai xui xẻo. Giang Sung cho dù có gấp gáp thế nào, cũng không lựa chọn tiếp quản binh quyền vào lúc này. Gừng càng già càng cay, Liễu Ngang Thiên là nguyên lão hai chiều, lòng dạ lợi hại cỡ nào. Lần này chịu đòn nhận tội, dụng ý tự tại lấy lui làm tiến. Giang Sung muốn để Nộ Thương Sơn và Liễu Môn giao chiến lưỡng bại câu thương chính mình làm ngư ông đắc lợi, tâm cơ của hắn chắc chắn sẽ vô ích. Đang suy nghĩ, liễu ngang thiên đã đứng trước mặt, chỉ chờ chính mình tiến lên áp giải. Hà Đại Nhân cười gượng hai tiếng, lùi lại phía sau một bước. Hà Đại Nhân hiểu rõ lần này liễu ngang thiên từ bỏ binh quyền, đã ném đi củ khoai lang nóng trong tay, cả triều văn võ mặc kệ ai dính, chỉ sợ chết không có chỗ chôn nhưng ngàn vạn đừng là mình thì tốt rồi phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.